kính chào quý vị và bà con. Theo Trung tâm Dự báo Ngư trường Khai thác Hải sản, bà con hành ngày lưới vây trong tháng 10 sẽ có sản lượng tốt trên nhiều vùng biển từ Bắc xuống Nam. Năng suất trung bình sẽ đạt từ 100 đến 1.000 kg một mẻ, thậm chí là có những điểm cho năng suất cao trên 1.000 kg một mẻ, tương ứng với những ô màu đỏ trên bản đồ. Tuy nhiên, thời tiết ở các vùng biển lại không giống nhau. Nơi mà có thời tiết tốt nhất trong chiều và đêm nay, cũng như là những ngày tới, đó chính là vùng biển khu vực vịnh Bắc Bộ ra đến ngoài khơi quanh huyện đảo Hoàng Sa. Dự báo trời ít mưa, nắng nhiều, tầm nhìn xa ở đây thoáng rộng trên 10 km, gió thổi đều cấp 3 cấp 4, độ cao sóng từ 0,50 m cho đến 2 m, an toàn cho tàu thuyền hoạt động. Trong khi đó, ở phía đông bắc của Bắc Biển Đông, tuy mưa không nhiều nhưng mà gió có lúc mạnh đến cấp 6 giật cấp 7 biển động. Bà con hoạt động trên biển cần lưu ý để đảm bảo an toàn. Với khu vực vùng biển ven bờ từ Quảng Trị xuống đến Cà Mau, Kiên Giang, ra đến ngoài khơi quanh huyện đảo Trường Sa thì chiều và đêm nay sóng gió không quá mạnh, thế nhưng trời lại có mưa nhiều. Trong mưa rông thì tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa vì thế cũng hạn chế dưới 10 km. Trên đất liền Trung Bộ, dự báo chiều đến tối nay, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ chỉ còn mưa rào ngắt quãng. Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 cho đến 40 mm. Lũ trên sông Cả và sông Lam sẽ tiếp tục xuống, đầu giờ chiều nay sẽ xuống dưới mức báo động 2. Ở nước ngập ở các vùng trũng thấp thì sẽ rút thêm nhưng mà vẫn chậm. Vì vậy, lũ quét và xa lở đất vẫn có nguy cơ cao xuất hiện ở khu vực vùng núi, bà con không được chủ quan. Đặc biệt là tại Quan Sơn, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Thạch Thành của Thanh Hóa, hay là Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông và Thanh Trương của Nghệ An Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất cho các bản tin thời sự tiếp theo.